thân mến, ngày hôm nay là phim.vn lại tiếp tục có cuộc trò chuyện với anh Đức Mạnh, chuyên viên tiền sử nhà tắm đến từ tập đoàn tiền sử nhà tắm Han. Và ngay bây giờ hãy cùng Linh Trang trò chuyện với anh Đức Mạnh để cùng tìm hiểu nhiều thông tin về tiền sử nhà tắm nhé. Xin chào anh ạ. Ở những video trước thì anh đã chia sẻ cho em cũng như là các bạn khán giả được biết về lợi ích khi mà sử dụng tiền sử nhà tắm chuyên dụng đối với sức khỏe của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Và một đối tượng nữa cũng cần được chăm sóc đặc biệt đó chính là bà bầu. Vì là trong thời gian mang bầu thì không những là chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của người mẹ mà còn ảnh hưởng đến cả thai nhi trong bụng nữa. Vậy thì đối với việc sử dụng đèn sửa nhà tắm có lợi ích như thế nào đối với bà bầu ạ? Đối với bà bầu ấy thì cái việc chăm sóc sức khỏe cũng rất quan trọng. Đấy, đảm bảo an toàn sức khỏe nhất là trong lúc bà bầu tắm ấy, là phải an toàn tuyệt đối, giữ ấm cho bà bầu, tránh nhiễm lạnh, cả mẹ và bé đều được an toàn. Đấy, cái đèn sưởi nhà tắm sử dụng tia hồng ngoại thì ngoài cái tác dụng là sưởi ấm, nó còn có nhiều tác dụng khác như chúng ta đã biết ở những cái mục trước, thì nó còn không gây khô da những loại sưởi khác như là sưởi dây mai so, sưởi halogen. Đấy, và không phải chờ đợi như nhiều loại sưởi khác như sưởi dầu chẳng hạn. Cái đèn sưởi này sử dụng tia hồng ngoại bật một phát là ấm luôn. Bật một lần, bật lên cái lại có ánh sáng là ấm luôn. Khi mà một số bà bầu khi mà đi khám sức khỏe thì bác sĩ cũng có khuyên đó là không nên sử dụng những cái loại đèn hoặc là các loại quạt sưởi mà đốt cháy oxy vì là khô da ấy. Vậy thì các bác sĩ cũng như là các bệnh viện thì khuyên dùng như thế nào khi mà sử dụng đèn sưởi nhà tắm ạ? Đúng rồi. Đối với cái sản phẩm của bên mình ấy, thì nhiều giáo sư bác sĩ đầu ngành của các bệnh viện lớn cũng đã khuyên dùng, như bác sĩ Phạm Bá Nha, đấy, trưởng khoa sản của bệnh viện Bạch Mai là cũng đã khuyên dùng là các gia đình nên có những cái sản phẩm đèn sưởi hồng ngoại một bóng của bên mình để chăm sóc sức khỏe cho bà bầu cũng như là trẻ sơ sinh. Một số những cái cơ sở thẩm mỹ hay là spa chăm sóc bà bầu nữa thì em thấy là cũng rất là cần có các cái thiết bị sưởi ấm. Thì với việc là đèn sưởi nhà tắm thì có vào cả các cái cơ sở spa này không ạ? Vâng, cái đèn sưởi của bên mình ấy, thì hiện nay những cái spa bà bầu ấy, là cũng đang rất thịnh hành để đưa cái sản phẩm của mình vào cơ sở của họ để chăm sóc sức khỏe cho các mẹ bầu trước và sau sinh. Xin cảm ơn những chia sẻ của anh. Các bạn thân mến, như những gì mà anh Mạnh vừa chia sẻ thì sử dụng đèn sưởi nhà tắm quả thật là rất là có nhiều lợi ích đối với bà bầu và đã có được rất nhiều nơi khuyên dùng các bạn nên sử dụng, như là một số bác sĩ đầu ngành thuộc một số bệnh viện uy tín hay là các spa chăm sóc cũng đã sử dụng dòng sản phẩm này. Và các bạn cũng nên sắm cho mình một chiếc đèn sưởi nhà tắm để tắm hàng ngày để bảo vệ sức khỏe cho mình cũng như là cho cả thai nhi nữa. Và bây giờ Linh Trang cũng như anh Đức Mạnh phải nói lời tạm biệt với các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các chương trình lần sau.